Xe đến, xe tới. Thì ra mà chọn thích chất. Tìm boy. Trời má thằng lộn. Đầu đớn lắm. Anh chắc không hề dễ tí nào. Tôi quay clip lại nha. Giác nhiều vải luôn. Ông coi cái thằng Ronin. Cái thằng Ronin nó tội nghiệp phải lộn luôn đúng không ạ? Tìm tao đâu comment. Mưa trôi cả bầu trời lắng, nhấn ướt miệng sầu môi đắng, mất hy vọng lần đâu gặp tay vũ tu. Trái tim ngừng nhìn ấn môi của tài đôi ức mơ. Tài bù xù đến vai lồn, thế nhưng tài không phải là yêu. Tài thèm cu đến bao lần, thế nhưng không phải là tình yêu. Và tài nói rằng ta chỉ muốn bú cho vui thôi. Và em ơi hỏi anh rằng chúng ta sẽ thế nào. Tài bảo anh rằng cu anh chị mình em bú. Hay nè, tôi dừng rồi. Ok. Okay. Ok. Má next level hương trầm. Để má, má để có sư phụ mặt tiên. Má nó theo nghề chế nhạc. Tao tạo thầy bạn mới luôn. Đủ má bây giờ cái 20-30 bài của tôi rồi thì nó cũng phải học được ít nhiều. Cùng hai sư đệ cùng chung chủ đề ha. Mốt là tôi với nó cùng một fit với nhau má ra một cái track gì đó đỉnh cao được. Đi sân tài quá. Má nói thì hát, tôi thì rap. Đỉnh đi. Chết được, chết được. Ủa tốt kìa. Đu ma nó bắn cái gì mà bắn chúng mình ấy. Nó đi nhà. Ôi, cột bom rồi. Tôi hết đạn rồi, tôi hết toàn sạch đạn rồi. Đây, còn. Tôi chuẩn đẩy qua kìa. Đây, nghe đây. Tôi chuẩn đẩy SMG, ông thả đi. SMG là bạn viên rồi. Tôi clear 2 đằng rồi. Còn cái đằng AI nó qua rồi. Xin ngoài luôn kìa. Chơi tao quá mày. Anh em tao bên underground trên lầu cao. Yep. Mà các bạn đủ tiền mua mày cơ số thứ ấy. Có tên ơi. Có thấn đi anh ạ. Rồi xong. Nghe đã kìa. Chàng má nghĩ ra mà mày nói chữ rồi xong mới nghe mệt quá tài. Bắt đầu cô giáo ngữ văn học lúc kiểu mấy cái từ mà để miêu tả và nó có vẻ hơi bị lộn ngược các bạn. Bạn có thể đây nó là hay quá. À cô giáo của nó mày nghỉ học tôi nghe để đè dưới chân ba. Rồi xong đủ quá tưởng nghĩ đi rồi. Nghĩ ra. Rồi xong với ta đi. Ba tới lúc mà mốt. Bố tại gia đình nó có người đi. Có đứa à? Có nghe. I just wanna get kills. Cause I don't wanna wake up. Các bạn cầm xem và bạn đứng trên đây đi. Con người gần mình nè, hướng W nè, 30 mét dưới chân mình nè. Lên để giết thôi, yên tâm. Nó qua bên trái rồi, nó gần lót áo. Nó nhảy rồi, nhảy dưới thính rồi. Thì ra mình chọn cái chết. Đủ ma các bạn. Chết rồi. Đỡ mọi người, đặt cái súng đỡ mọi người. Tụt tù bãi kích. Thôi hey, đừng bèo, đừng ấy canh nhá. Đấy, lên nhà anh ngó tí. Đứng ngay cái thằng máy canh nhẹ, đứng ngay máy canh nè má. Đưa lên cái. Hình như Châu đông thấy được cái server này, có gì chỉnh lại lắc hồi cho nó. Vô kìa, nó vô kìa. Tôi kéo. Ủa, xe máy dưới, kìa. Tôi kéo nó vô. Có dẫn lúc thính á. Một lúc chính chắc. Kìa đừng lại rồi kìa. Có rồi thằng. Tụi nó lem thang máy lên cái là má bị bắn. Ôi em bắn dính, mấy người. Dính một viên. Đéo rồi đéo bây. Bởi giáp. Chết rồi tìm quay. Tìm quay. Tập đi mẹ. Má tôi biết là thế nào nó cũng leo lên má. Cái xong tôi em thẳng ngay chỗ vị trí lái xe mà má vừa leo lên tôi viên mà rồi xong mà tin thêm viên nữa. Cái lộn má hay quá. Không.
Có ai có hộp đạn không? Hay quá rồi tiền ơi. Các bạn có hộp đạn thiếu bao nhiêu, anh thiếu bao nhiêu viên đạn? Không, anh chỉ hỏi thôi, anh không thiếu gì cả. Thằng đó mới cày chứ ba. Đồ ông tưởng thoát rồi ba má. Tôi bắn cái bể giáp ông bắn một viên cái nó đi luôn. Má cười. Rồi nó mới cày chứ ba đó. Cái khẩu Cyber X50 bắn được mà. Nhưng mà nó không xa ba, nó không xa bắn DR thôi ba. Vấn đề là má thằng lồn nó tội quá, nó bị hai cây sniper em đi đầu thì kiểu gì nó cũng chết à. Đúng rồi. Với lại bị cái là cây AS50 mình xịt nó cái velocity tốc độ và vận tốc đạn của nó không nhanh bằng cây HDR. Ừ. Còn bắn HDR bắn nhờ. Nhanh hơn mà. Xe ô tô, xe ô tô. Xe nữa kìa. Bình tĩnh cho bình tĩnh ra tụi mày chọn. Cao chết. Vô tới vô chỗ mình, vô chỗ mình á. Nó vô chỗ em nè, để test súng coi. Thôi ba. À súng giúp bằng thằng Bell không, cái súng của thằng Bell nhiều khi nó unstable vậy cứ. Ok. Đu. Có đạn mẹ luôn. Tiếp thằng nữa. Đi luôn. Cái cú đó lại bắn được rồi. Không quá tao thiệt chứ. Chưa hết rồi sao đúng không? Chưa còn thằng nó chạy đi rồi. Nè nè nó chạy rồi, binh á. Nó dậy xuống dưới rồi. Nó nhiều giáp quá. Trời nhiều giáp phải cứt. Tối ơi, lộn nó nhảy xuống dưới hầm rồi. Chết mẹ hết Claymore rồi. Mấy bộ cái thằng đầu tiên lên chứ nó cũng ngáo ngơ luôn, cái thằng tiếp theo đi lên làm cạc vậy đó. Nó chưa biết. Chắc thằng còn kia chưa kịp. Ờ có khi nó thằng có khi thằng kia vừa lên á. Hoặc có khi thằng kia nó vừa lên ba và kiểu như thằng kia nó lỡ tay nó bấm cái nút mà leo lên rồi ba. Tôi nghĩ là vậy. Một thằng chết dưới nhà nè. Còn nữa. Còn thằng nữa. Giờ anh em bơm giáp, anh bơm giáp. Đúng rồi, nó luôn. Em confirm anh lầu quá không? Em confirm trên máy rồi. Vậy còn thằng nữa, còn thằng nữa. Còn hai thằng. Cái này có này, sao kinh khét nó lửa nè, được. Có cutter strike luôn nè. Đâu vậy cơ, đâu nghe đâu. Nó chạy nhà, nó chạy qua trái rồi. Đẩy luôn. Chù quá, nhảy qua hàng rào khét qua luôn. Lâu quá. Tự giáp. Tìm rồi. Đỡ đạn luôn nè. Bởi giáp. Ôi, hai bắn hai bên luôn á ba. Bắn hai bên luôn. Hoàn toàn đi. Thôi em đi, em đéo có đồ chơi. Em bỏ làm người, em đi theo mặt tim, bỏ đi nghe ơi. Tại sao bé không lag mà Duyên ơi. Em bỏ dễ đi. Tôi nè, em dí tôi nè. Chạy đây, dưới đồng đó. Bắn nó chết mẹ. Nó vô nhà, một thằng vô nhà. I need ammo. Rồi ok, còn mỗi thằng cầm heal à. Thôi, mình sẽ xuống với quay tay và mặt heal. Siêu đâu. Đúng với tự nhiên. Siêu bên chỗ tôi nè, siêu chỗ tôi nè. Tự nhiên thằng khác rồi, nó còn như thằng siêu thằng cuối á. Tìm quay. Hay. Phải lộn nghĩa cũng chết. Tôi giết 3 thằng. Á, gặp em. Tự nhiên nhảy xuống drop FPS còn 20 à. Giờ xong đủ mới vô nhà đéo có gì. Đào một. Đào thật. Chết thằng đào. Đào tiếp thằng không pháp. Quá thằng ơi. Đào tiếp thằng. Ok, có giáp cho anh em đây. Giờ tụi nó hết giáp rồi đó. Đào tiếp thầm trên tháp.
Ba cái liên tiếp vào đó. Cái thằng lồn này mới nhảy lúc đầu đó, để làm cái gì nhờ. Đào tiếp thêm thằng. Đào tiếp thêm thằng. Cố chấp cái gì? Đào tiếp thêm thằng. Bắt lên đủ có bị nữa. Bình ra can là bắn nhau với cả cái bọn nhà ở hướng E kìa. Đào tiếp thằng. Đủ mà nhà kia các bạn. Confirm. Rồi, cái cây của tôi với Nghĩa, cái cây của tôi gắn không có bị sway mà. À, một tin Nghĩa bắn sniper khét quá. Tôi hết cái build của con rồi. Nhà ở hướng 25, ping ra cam, bây giờ cũng có một team vào ngồi có người gần mình nè, có người gần mình nè, 40m nè. Hướng E, hướng E. Hình như ngay dưới chân mình sao á, 45m. Thấy mẹ ai đâu? Ngay dưới chân. Dưới chân. Dưới chân, nó ở dưới cái đam rồi, Rồi, đúng rồi kìa. Trời đổ bắn một bầy bên kia luôn rồi, hướng E rồi bên. Mọi người để ý nhá, cái nhà tôi ping ra cam kia là có một squad đang ngồi nó canh đây nhá. Alo, alo. Có thằng đao nào, Tôi đao tiếp thêm thằng, kill confirm luôn rồi. Tính ra mình đang giúp thằng lộn kia quá, thằng lộn nó chết chủ quá, cay lắm, thề luôn. Má mà đúng nghĩa sniper. Bò xa. Bò xa các bạn ơi. Mình nó chiến đấu mà chạy qua cầu được. Đào tiếp thằng nữa. Trên có một team ở trên núi ở hướng ra cam. Confirm luôn. Hướng ra cam 2 team. Hướng ra cam 2 team các bạn, 2 team đang ngồi đấy. Đi. Hướng ra cam 2 team đi nhá. Chết rồi, tôi bắn cái thằng kia chết rồi. Ờ tôi cũng confirm thằng rồi. Má mới đó đủ có 5 kill rồi. Tôi 6 kill rồi. Má tôi cũng kiểu má mấy này bắn lộn nhau mình lại mình thọt đó. Thọt từ sao. Đạt cho quăng được đó nghĩa. Ok. Hướng ra cam 2 team đi nhá. Có giáp nữa rồi. Nhanh. Tới đây. Ngồi mà tới dừng lại mà tới lụm đạn nè. Không đi hoài sao tôi hả? Để thấy bo ba. Đi ok. Tôi chừng nha, sẽ có một team bên phải chạy qua. Có bên trái mình bên trái có một team. Bên phải bên trái đều có người á. Tôi canh bên. Chết mẹ rồi. Trời bòi quá rồi. Chú nhà ra cam. Bỏ mẹ rồi. Cẩn thận trên đống núi đá này có. Tôi có đi chết rồi, anh ở chưa chết. Đây là ok, tạm thời ok. Thôi. Solo nè. Có thằng. Ừ. Đó, anh chơi mình đó. Bị giáp. Đang rồi. Team wide. Bắn tiếp. Lùi. Qua trái nào. Hướng nở có người rồi. Đau. Hướng nở e. Hướng nở có người, lùi tí. Cố xong chạy nha. Ok. Đào một. Đào cái thằng bị sát cây. Tôi đào ngay bị sát cây coi chừng nó có xe revive đi mà tên ơi. Không chết á. Tôi có thằng nè. Rồi sai, coi chừng có bạn nó cứu á. Ai ho kìa. Bạn nó kia. Hướng nào. Ba lăm. Tìm môi. Thằng 335 đau nhá. 335 đau, 335 đau. Ok. Đi, không sao, đi. Cái chết của anh sẽ tận diệt. Tao 7 kill rồi, tao cũng tiếc nuối. Anh em top 1 rồi được rồi. Chú mặt 342. Nghe tay đá. Ô, cái lồn mà nó bắn, trời đẹp, mấy cái xanh giáp luôn. Coi còn giáp không. Ê. Một thằng bung giáp, một thằng đao, một thằng bung giáp. Mày nó bắn, trời. Tôi hết giáp rồi bà. Bắn tôi đi luôn.
ba thằng. Má có cái mẹ đi. Thính này đụng nó phiêu lưu phải luôn. Ê, gần, nghe xe tải nha, nghe xe tải gần nha. Nghe xe. Nghe xe trước á. Ôi, có người. Down. Team white. Hey. No, check someone. Mình chơi vẫn còn nha. Để lên loot đồ nó nào. Coi chừng mấy tụi dưới nó lên. Đây có ai có giáp không? Có 3 cái. Em có 1 cái. Tụi qua tôi lút kia coi. Ôi có thằng đi chạy kìa. Anh xin nha. Đó, có một team ở đó, có một team. Có gas mask nè. Có một team ở đó. Có một team ở chỗ em tin á. Ok. Ôi, sao tự nhiên cái hồng tâm em tự nó di chuyển ta là phất. Cho tiền stadium đi qua nè. Ok. Muốn canh bên trái hay bên phải? Đúng á, nó thấy anh đó nha, coi chừng nha. Anh không có load nào nó thấy á. Ok. Hình biết đúng không? Có một team trong nhà đó, nó chuẩn bị chạy rồi, muốn canh không? Bây giờ mình muốn ăn bom. À, mình điểm mỗi giáp ta. Có coi thằng hướng 334 nè. Sau nhà sau có xe gió rồi. Sau có xe gió rồi. Tao lụm rồi. Down. Confirm gì? Confirm. Mới đào. Confirm mà chỉ là dưới, hình như ai dưới anh Bell hay ai dưới. Confirm rồi nhưng mà nó mới đào thôi. Này ăn chay rồi em. Tức là tiền nó vẫn còn đâu đó. Có một thằng ở nhà em tin đó nha. Blue pin. Ok. Này cái đại bo tiếp theo. Ôi trời ơi. Sniper rifle này. Ê đồ mẹ. Tôi bơi. Vậy trưởng. Ủa em để nó bắn đâu vậy? Người cái thằng ở dưới nó có súng nhắm. Trời vãi. Không chạy mình phải chạy. Để qua phải nha mọi người. Mình phải chạy. Có thằng này 212 kìa. Chạy. Để bắn nhau đi, Để bắn nhau đi. Rồi má. Cháu, what the fuck? Cháu. Qua đây nằm đây, em nằm đây. Rồi đây. Cứ bình tĩnh đi. Ba team. Team 3 người. Ê, một team 4 người chứ. Mình phạm tôi rồi. Man. Em nhớ nhiều móc được á. Bình tĩnh đi, mình đang đấu nhiều người quá. Mình không có cover nữa. Mình không có cover nha em. Tao có thấy mày đâu. Bắn không, em đừng có chạy vô lửa giữa cái lửa làng đạn qua nãy. Thấy bên trái nè, nó đang bắn bên phải nè. Nè đó, ngang dấu biên cam nè. Khoan bắn. Để cho nó bắn nhau đi. Mình vô bò chứ đi. Sao các bạn thắng chưa? Đấy, trước mặt cái đèn không? Hết bắn. Có một kia. Được. Hai. Ba tìm cuối. Má này đều có đầu vị trí mẹ. Đi bò. Tìm. Go. Hai. Chúc mừng. Quá là trâu, mày làm sao tao tin với lộn. Con trâu vào đổi gió phát, tông một ngay. Ủa. Để hết giáp rồi. Một thằng gục ơi.
Cắp, nằm bằng cắp. Cái lồ máy đủ có đứng yên sao cái lồ máy không thấy. Lồ nó nhảy. Ở đâu mới bắn anh nữa kìa. Giết được thêm chưa? Rồi thấy rồi, thấy rồi. Lộn lết mát lẹ luôn. Ủa sao có cái cây đó hay vậy Minh Thuật? Cái nào? Tracer Probe Pack á. Có, nó cầm khẩu Terulin mà. Ôi dạ, má là hình như thấy bắn cái gì đâu mới ra mà. Lộn má, nó bắn đâu trời. Vậy bị cái cây lộn ám ảnh. Thấy gì đủ mới ra, tím tím tím, tôi tưởng đủ mới Tracer Purple Pack. Màu xanh. Nhìn nó là đạn xanh, cộng là thêm máu của nó bắn ra ấy mà. Má nhìn thấy giống màu tím ba cái lồn á. Người cũng hỏi rồi. Giáp này bất kỳ. Giáp 18 cái luôn, mấy thằng lộn chết đủ mới nhiều đồ vải luôn quá. Ê, vậy 8 cái mà drop bớt giáp ra đi mày. Ê, có người, có người, có người. Trên nóc, trên đầu mình. Bên trái mà, SN, nghe đèn nè. Má vừa sáu vừa xuống bị nó bắn trúng mồm. Nửa giáp, nửa giáp rồi, ở ngoài. Trên trên. Má hai ba thằng lộn, tìm khác nữa, Coi chừng nó đấy á. Đâu ấy, nghe pin à? Nghe pin á. Nghe đồ luôn á. Ôi cái lồ má một tim đây luôn. Nó xuống rồi. Glorious. Có đủ má hai thằng luôn. Hay hay. Chờ phơm lồ mấy. Này từ từ từ. Cứ bắn này. Để bắn đó em. Cứu thằng nào, cứu thằng nào. Ở dưới nhà. Elimin thêm một thằng nữa rồi kìa. Qua tới này. Tao đẩy vô nè, không bị sọt check cho mình. Team Y. Hay quá bạn ơi. Tới rồi bạn. Rồi RPG, làm tao rạn dở, rạn nhanh tông đường đi con ơi. Không. Team Y. Thế chứ. Gì vậy đây? Team Y rồi, đồ quá, thấy cái xác lộ nó bay lên luôn mà để tôi quay clip lại luôn. Học được cái chiêu chứng phái. Ôi cái gì? Ôi xui, ba thằng luôn. Thôi xong rồi. Trời nó ngồi đâu đợi tao sẵn luôn mày. Má tao vô nó chỉ súng vào bắn. Trời cái lồ má như sự tử. Mày chạy đi mày, chạy đi. Má cái lồ má. Chạy cái gì? Má tao không chạy đâu. Cái lồ má như sự tử vậy không rồi. Nó vừa vô cái ba thằng chỉ súng bắn đó cái lồ má. Còn mẹ giết người nhiều quá giờ nó báo thù. Chẳng nó chưa bắn được cắt luôn á. Không không, mấy đứa mình thấy để em để hai thằng đó nó vào để mình biết mà dưới kia có tim đi. Bắt tớ mẹ. Lúc nó đẹp sao mình biết được mình dò, tao dò trước tao vô luôn rồi, tao dò điệp mày dò banh sát luôn á. Bên phải. Trời cái lồ má trời này. Hay. Nghĩa bà bo đi nghĩa, bà bo mình bà bo đi. Vừa bo đi để tôi chơi cái team này cho. Nếu mà tôi chơi được cái team này thì ok, còn tôi mà không chơi được thì nhắn với má tôi là xin này con cũng về. Chạy đây. Má cái con ổng kìa. Má, thì tôi tin tưởng không? Pha này tôi không, tôi trông cậy hết rồi. Mà tiền à, hãy cố xuống. Ok. Tôi trông cậy hết rồi. Hay là mọi người tử vì đạo, đánh bom liều chết. Nói đi đây. Anh tiên làm được, cố lên. Từ tên ông làm anh... được. Con tin thầy làm được. Cố lên thầy. Với tư cách một người bạn, tôi tin ông làm được. Tôi rất là hân hạnh được quen biết ông bấy bao lâu. Bấy lâu. Anh đâu biết đi. Mày với chị Trúc à? Trúc kiểu là chuẩn bị chuối mà tin chết anh ơi. Mới tử gì đạo mà má. Lộn hết rồi. Cho nên là cố gắng lại cuối này
em tin anh chết, chết vì ông sẽ chết vì Vinh Quang, chết vì Vinh Quang, đừng chết vì cơm áo gạo tiền nhé. Cố lên, cố lên, đưa tôi tin được không? Gạt vỏ ba lần nhé. Thôi thôi. Nó ngoài ngoài hàng rào, trong hàng rào. Tao. Nice, nice. Ồ, dưới đồ kìa. Thú S kìa. Đây. Đỡ nó lên nhé. Ok. Đỡ lên. Ok. Nó ngoài bo rồi. Hồ chết mẹ em đi con trai. Được thế rồi. Đâu. Ôi nó yếu rồi, yếu rồi. Còn thằng nữa, còn nó bể giáp, còn thằng nữa bể giáp. Thằng nữa. Ok. Tìm quay. Này. Rồi. Cứu. Cứu. Ủa mong chưa chết nữa hả? Trời. Tôi bắn sniper cái đầu lộn nó tìm quay luôn kìa. Hay quá rồi. Thằng mà định cứu bộ á. Hay quá mà thế ơi. Không bị cho má gọi tiền. Tiền nó sống sót các bạn. Nhanh chắp nó cho mình mù giáp này cho nhát này. Ê, đâu rồi, giáp này. Giáp có rồi, 6 cái rồi. 6 cái đã, mỗi tên cái ba, em có 2 cái. Nó ao lệnh nội. Ao tiêu gốt. Không, em đâu cần đâu, tại vì em chết nhưng mà đâu có sao đâu. Tao em cũng chết nhưng không có sao đâu, người sau này. Như là nó vẫn còn cái phợt mà. Nó có mất hết mạng nổi. Không. Hết. Tôi thấy gù lát xuống hình như nó vẫn hiện là ông còn cái ngọn bạc các bạn. Nhưng mà tôi biết nó có xài. Ừ nó vẫn hiện là có bạc nhưng mà tôi biết nó có, nó còn hiệu quả hay không. Nhưng mà lúc ông xài, ví dụ ông có em đi, ông xài ông thấy em đâu ba. Nó chậm rì. Ừ đúng rồi. Không ba, tôi thấy cái vụ mà em, nếu mày xài em mày sẽ thấy rõ luôn đó là nếu có tác dụng cày đó. Chứ mày cứ, hồi mày cứ lấy cho chắc đi mày. Lấy đi trời ơi đủ. Sau lưng nè, trước mặt kìa, ngay trước mặt tên đó. 25m. Dò ra một thằng kìa. Ơi nó qua nè. Để nó bắn thì bắn bình thường đi bạn. Lộ máy bắn nó nhúng lên nhúng xuống cờ điệp mà giống như bị bắn người trên phong vậy. Đúng lúc rồi bắn người nhảy luôn. Đi mày ngứa hén quá lộ bắn đằng nào cũng ghét mà điệp mày nhảy chứ mệt đi. Lộ má chỉ thẳng mặt. Đây. Cẩn thận. Ơi tao bị không hai thằng nó view tao luôn mày. Bo này nó chậm, không có phải bội. Ôi giời, mày cứ sợ là lần sau đó. Hên là tao check sợ. Cho nên má thành hên là nó tao check sau lưng đó mà. Nhớ check sau lưng đó chứ. Má. Vậy là mỗi team full ấy, tất cả team đều full ấy, 35-15 à. Cuối cùng nó cũng đã học toán. 5 team đều full người. Không dám tại hả? 1 cùng 1 bằng 3. Trả lời đúng hả? Không, cái đó hiện tại. Xuống dưới không? Hay lên trên? Lên đâu? Có người rồi, hướng nó in ở view kìa. Xuống đây kìa. Bây giờ tôi xuống trước đây. Má sợ trong nhà có người đó. Tôi chụp bên trái mà tôi. Ra một. Tìm ơi. Có lộn quá mày đẩy tao khỏi bo luôn. Ê, hướng. Ơi có saber hướng anh nào kìa. Nó sợ nhà ở đâu nữa. Nó ở nhà đây chứ. Vậy là ba team khác. Nằm xuống đi. Bên nhà rồi. Ơi đừng đẩy, khoan đẩy. Bên chỗ tôi có chỗ nắp đẹp hơn. Tầng 1. N một thằng nè. Mặt kìa. N một thằng, ông bắn thử giúp tôi. Tôi không có xài được. Lù mà, tôi đéo thấy nó luôn. Nói trong nhà có thằng rồi. Ê, tính là bò đẩy ngồi cho mình đó. Kiếm cover đi bây. Đợi hai team bắn nhau, kiếm cover đi.
có lùng, nó bấm lùng nó. À, 2 đó 3. 2 đó 3, 2 đó 3. 3 1, đang 1 còn thằng nữa, còn thằng 2 đó 3 rồi. Còn thằng nữa, thằng cuối đó. Yếu rồi, yếu rồi. Vòng này còn thằng cuối rồi. Nghe bên nè. Sau sau sau, sau sau bên đó. Này, quay sau. Yếu rồi. Trời, trời ơi. Một kill, trời ơi. Trời má ngoan má. Hai kill, trời ơi. Đồ tệ. Không biết vấn đề là gì không? Em tạo rồi, là trên đám đồ tệ. Vấn đề là cái chỗ mà Tiên đã đếm chết. Nè. Em tạo rồi. Tiên đã sống. Trên đám đồ tệ bãi lồi đấy, Tiên em bị lồi. Không quá trời. Tiên đã chưa quen. Mày tin to không? Em tin đang. Tình tao có thể vượt qua những cái sầm lồn giống như là má đồng đội chết hết còn mình tao giữ chờ đời. À con tìm thầy, con tin con luôn thầy ạ. Ờ muốn em má mày với Nghĩa bỏ tao một cách quá chóng vánh. Ủa đâu, tôi có má nói nguyên một đoạn tưởng nhớ rồi coi. Má mấy bạn bay thẳng qua trong nhà mình. She got me, got me. He got me. Con nữa. Đó giờ đây rồi sao? Má tự nhiên gái kêu đưa số tài khoản cho gái thì sao ra? Xuống đây mày không ngồi tao đâu. Có người, có người. Cái thằng này nó bắn mày á. Mày có súng. Ôi trời. Có súng rồi. Thấy thấy một thằng này. Đầu tháng này, đầu tháng này đổi cái bàn. Ủa sao tài? Nhưng mà thấy có nhiều cái bàn mà để cái nó nhỏ à. Mấy coi cái được chiều cao của cái độ dài của nó với chiều cao của nó nha. Tại vì mỗi bàn nó có một kích thước khác nhau. Như phòng bông không đâu. Phòng bông là phòng bông. Còn bông là bao nhiêu mét kiểu vậy? Hay quá cực. Đó luôn. Lộn thêm bài luôn. Ủa sáng. Sáng quên đo cái chiều dài chiều rộng nữa. Được chứ anh em tao. Anh em tao anh đời cao. 1m2, 1m4 với 1m5 á trời. Tại vì đang phân dân tôi thấy có cái mài là cũng 2.880. Có này giảm giá 2.850 á. Mà không biết nó có mượn luôn. Thì coi. Coi chiều dài như là 120 nhân bao nhiêu để coi. Mấy lại. Có trong cái tập tài bộ sơ dưới ngay dưới tủ laptop á. Quá cái rớt này đủ nó distract cái bãi lầu đúng không? Má người thì đổ champagne, người thì cái bàn chơi. Nó có một cái tài bộ sơ. Nó có cái mà giống nữa. 120 x 50 x 133 cm đó mèo. Ê, tôi mới còn gửi rồi. Đúng rồi. Đu, đu. Ê, có, ủa, ai bắn vậy? Má, mùa 4 ra đua play rồi. Ê, ê, xuống rồi. Ê, ê, tôi nghe vẻ, tôi nghe. Sao anh? Sao anh mặc tim? Gửi clip cho mày coi. Mà cái địa chỉ không? Mà nó gần hình như gần sân bay đúng không? Không, nó ngay Trường Chinh đó Tài. Trường Chinh hả? Ừ. À, 10 thằng. Mình thích phong cách này của bạn. I like this style. Nó có cái mặt nạ này hoàn hảo ha. Dưới thế bin approve. Tao có giáp nữa mà đòi hỏi quá. Tên làm cái giáp. Ủa, là không cần không. Giáp thì không cần có mà đến mấy bo cuối thì mà có cái mặt nạ thì hoàn hảo. Lầu chứ không. Chạy ra ngoài rồi. Chạy ra bên trái, chạy vào bên trái đã. Đấy, vào góc này đừng ngồi đã. Ôi điểm mấy cái chân nó đụng quá. Nhảy đâu nhảy đâu rồi, nhảy đâu rồi, nhảy đâu rồi, nhảy ra ngoài rồi. Nhảy ra ngoài rồi. Đấy, nhảy ra ngoài rồi. Nó đứng trên nóc của cái ca ta tàu á. Đồ lên hẳn nóc nhà rồi. Giá bên trái. Đất. Đâu, đất bồ. Ôi đụng cái gì đông vậy. Ba thằng đúng rồi. Còn 7 thằng mà. Chưa còn sao. Lấy cái RPG. Trời. Vào nó ép nghĩa bằng được. Dữ rồi, tôi kêu hàng trên nóc nhà giùm nó luôn, còn cái này chết quá. Ờ, tôi tìm ra. Loki to top 3 rồi.
mà thằng qua đi lấy lốt ao có địch nhá. Ủa sao? Không để là bo nè em ơi. Ê kìa vậy, vậy mới được ra. Mà mặc tin ho sặc sụa luôn kìa. Xe xe xe. Còn đồ cái nhà nó mệt. Tụi mày đi trong trong rừng nó chơi cái đám kia và trong trong rừng nó hướng nghe nó quấn qua. Nhìn từ bên xanh đó nha, coi chừng. Ồ có xe nè. Hai thằng, ba thằng. Ok, ok. Tôi nghĩ là mình nếu mình muốn lót ao thì mình nên lấy bây giờ đi ba. Bắn nhau. Được rồi. Nhau. Để em lấy lót ao, không sao anh. Lấy emergency. Em lấy được. Emergency, ok. Emergency, đã lấy. Ôi, mới có thằng sniper, sniper kìa. Vừa ngắm rồi. Nó về. Nó vừa chiếu xong. Nó vừa mày cứu bạn nó nữa tiếp kìa. Giờ này vẫn không cứu bạn rồi. Thôi mình tím à hả? Có hay tóc 1 sao? Có trong kinh quá á. Who knows, right? Triệu tử lòng. Quang vũ. Triệu tử vong. Cứ thấy bo này cũng có lợi cho mình đó bạn. Thì đằng kia nó đẩy ra hết rồi. Mình cũng có cái đồ ngon. Hy vọng là liêu bụi sẽ không chết. Xe qua gần, xe qua gần, ông chị qua. Từ xa. Trên đồ kìa, trên đồ nó ngát, nó ngát. Mất hồn mất tím. Đau 1, đau 2, đau 2, đau 2, đau 2, đau 2 thằng luôn rồi. Em bắn đau 2 thằng rồi. Sao cây á? Sao cây đó, 2 thằng rồi, chúng nó gục rồi. Đang lết, đang lết. Nó gục thì nó sẽ chết thôi, kệ mẹ đi. Chết rồi, một thằng chết nè. Một thằng chết luôn, hai chết rồi. Má. Có thằng biến xanh kìa, DK luôn rồi. Tao tìm qua thằng nữa. Ngon. Lấy đồ đi qua, cố lấy đồ đi. Em không lấy được đồ ai. Ai có đạn bóp cho em biết nha. Đạn 60 viên chắc vẫn được. Đâu mày đâu, mày đâu. Đâu đấy mới được. Đâu anh, đâu đâu. Ok, được rồi. Xe nổ, có hàng bẫy giáp. Có thằng ở trong hàng rào này. EOD, EOD rồi, gộp rồi, gộp rồi. Element thằng chết. Có thằng chạy hướng trong trong khói nữa kìa. Đau thằng nữa. Để em. Rồi, thấy rồi. Đau, chết. Chết này. Chết. Chạy trong nhà trong khói chưa. Eliminated. Hay. Ô, bay đáy. Đồ quá, em. Mặt tim đéo lắm một cặp. Ê, mặt tim đéo lắm cặp luôn, mặt tim nằm một chỗ luôn mà. Đây là chiến thuật gì anh em? Mày thấy Triệu Tử Long chưa? À giờ mẹ các mẹ cắt mẹ cắt mà cắt tướng lính mày phải đợi mẹ Quang Vũ à Quang Vũ mày trở lại thì mới thắng được chứ. Đủ má Triệu Tử Long nó có cái nhóc đẹp quá mà đủ quá. Một thằng chết nè. Gà đó ông đẩy sớm quá, đẩy lẻo quá. Đau một thằng nè. Ngay hướng ngay cho thính đó. Đẩy luôn nè, đẩy không? Em không có giáp. Đây đây, em thấy rồi. Ok rồi. Nhưng nó còn ít nhất 2 thằng ấy. Thấy rồi, ngay đấy. Hai thằng luôn. Nó vừa đấy đó à. Bởi giáp một thằng. Lầu 2. Có EOD. Thằng đâu? Thằng trên lầu 2. Bởi giáp thằng nữa à, bởi giáp. Trong nhà, bẫy giáp rồi. Chạy lên lầu. Tim ơi.
Đấy, mấy cái chỗ kia. Chỗ nào cũng bị bắn. Sau lưng mình kìa, sau lưng. Đau một, đau một. Đau một. Dưới, rồi xong tôi rồi. Mẹ. Nó nhảy xuống bò mà nhanh luôn. Còn thằng. Dưới nè. Em có rồi coi. Cover em dưới tường nha. Em giáp em chở cover mặt pin này. À, xùi thế. Có thằng ở dưới ngoài hướng à. Có thằng ở trong mình à. Dưới chỗ tụi mình á. Ngày hướng nó luôn. Bình chán quá. Đau một. Không thằng à. Tìm ngoài. Hơi. Cái bọn lúc nghĩ chui đâu ra luôn á. Ráng thắng của bác ra lại tụi tôi giữ xe không vậy? Nó có canh 8 này, bán được canh 8 này. Nó không có tiền, nó không có con cả kìa. Bạn này nghèo thế á? Đồ mẹ, ông có xe tới rồi. Đồ mẹ, bây giờ nó còn cho AUG vào xe. Có, giờ nó dừng rồi. Dừng xe. Dưới á, ngay cho mình á. Tìm quỷ. Lộn cho nó cay á. Chữ cho một viên đâu. Ủa thằng này nhiều tiền mới lồn đấy đi mày. À ít tiền mới có 1.800 á. Á tao chữ nó tìm quay luôn không đấy. Ồ nếu mà anh cầm RPG thì anh dùng cái AOD ngon hơn nhỉ. Ơ cái thằng máy bay mày. You delicious, you all here bro. Giáp đề mà biết. Ơ tôi hết đạn rồi. Đạn cái đống kìa ông nội. Nó nhảy xuống rồi, nó bay xuống rồi. Nhảy xuống rồi. Đạn đâu? Đấy. Đó là SMG. Nhảy xuống rồi, mấy mặt bên đây. Có gas mask này. Một thằng bảy giáp nè. Ê đây nè. Bảy giáp rồi. Bảy hết rồi. Ôi mẹ, hai thằng đi lên luôn. Hai thằng luôn. Ủa mẹ. Trông vã. Nghĩa ơi, chơi tao lưng có Nghĩa ơi. Đây. Con thằng nữa. Em đang bỏ về. Có biết không? Còn nữa Nghĩa. Ba hai thằng gì đấy. Ba thằng. I'm dying here. You know, did you know I'm dying here? Đây, cái nhà trước mặt mình rồi, cái nhà trước mặt mình rồi này. Né cái nhà, tạm thời né nhà, tôi nghe cái nhà bên phải có người đó. Bude cứ ở đây, cứ ở nguyên đây. Mà sao vậy các bạn ơi? Chạy được, chạy được, bo cuối chạy chậm lắm không? Nó không có nhanh đâu. Vậy được, cứ để tụi nó giết nhau đi. Bo cuối này, ông Auron, Auron nó được. Nhà đâu cũng còn. Chạy đồ mình nó bắn nhau, chạy đồ mình nó bắn nhau. Mọi người canh đối đó, giờ tôi canh, tôi canh hướng là sao vậy? Tôi mới chắc nó đi thẳng, chứ nó không có đi xuống dưới đây đâu. Không nghĩ là xuống đây, không nào điên bồi đi ngược xuống đây. Đó, nó bắn nhau. Tụi mày cũng có chạy bo à con trai. Bo vào kìa. Tôi chỉ sợ cái nhà phía trên đó thôi à. Con người có xô luôn. Quá bo chạy thẳng cái đó luôn á trời. Để đâu ấy. Mình đi bộ. Thế là bây giờ mình chạy trước nó đi dần. Sao quá. Đi sang bên phải. Tôi nghĩ là ông đang chạy đúng. Thì chỉ sợ vô trong sao? Cái là nó bắn sau lưng mình đúng không? Chỉ sợ thôi. Thực ra chỗ này mình đang chạy ở sát bo á. Chứ bạn đâu? Hưng. Để ai đâu à? Sao hàng rào? À, đeo tin. Lên. Má vừa đứng dậy phát.
Để con phía bên trái này nè. Hay lắm nghĩa ơi, giết được nó chưa? Chưa. Nghĩa ơi, đi qua phía này giúp đi. Coi thằng đấy tôi á. Trước mặt luôn á. Tôi bắn nó bị giáp rồi. Đó, tôi nó lùi rồi. Đéo có lần thứ hai đâu, trời, có lần mấy em. Mà nó cố đẩy bằng được. Chết chưa? Chưa rồi, chưa rồi, chưa. Nhưng con bạn nó ở trên đấy, con bạn nó ở trên đấy. Đó. Ăn đéo nó leo kìa. Hai thằng bên trái, hai thằng bên SW. Hai thằng SW. Yếu quá mày. Trên lầu luôn, cậu bơi, loang hai bên trái. Chết rồi, coi thằng nó nhảy xuống, tìm đi. Rồi, cậu bơi. Hài quá. Hài quá. Ôi. Một thằng nữa. Xong rồi, team ơi. Thằng cứu team một đục luôn rồi, team một luôn. Còn hai thằng nữa. Rồi lùi tí, tôi bằng giáp cái. Rồi, còn thơm rồi. Hay. Ôi, hay. Hay quá. Mà tiên đoán như thật, thằng Bèo vừa quýt xong. Quá, Bèo nó quýt ngay trận thắng tập 1, cái lồng mà. Đúng lên quả về hôm qua. Má đúng nghĩa mặt tiền với nghĩa là two man army. Chơi 3 team luôn, 3-4 team luôn. Ông biết bắn xe nhẹ giữa khi ra để cây mờ 13 luôn á ba. Thì bởi mắt bắn thối tiền luôn á. Cần tôi bắn rau quá, phải lộn á. Là coi như là mình đầu tư cho Martin cái trận này á ba nhìn nó như phim điện ảnh vậy. Ông cover nhau luôn á. Ông quay đi xong ông tôi quay đi ông bắn tôi. Ông đổi sai, ông đổi qua bên trái đẩy qua bên phải, ông đẩy bên phải đẩy bên trái và ừ, khác quá luôn á, phải phối hợp ăn ý hợp tác cả luôn. I'm gonna sing down under the water.